Review găng tay thủ môn GKVN mệnh thổ anh em nhé. Là đôi GKVN mệnh cuối cùng của chuỗi series này rồi. Cùng mình xem thiết kế của đôi này như thế nào anh em nhé. Phần hộp được thiết kế với tông màu nâu cam. Ở giữa có hình chụp của đôi găng. Bên hông có rất là nhiều quả núi anh em nhé. Anh em sẽ nhận được một cái túi đựng găng như này. Để lâu lâu đi đá thì lại nhét găng vào và xách đi đá thôi. GKVN mệnh thổ được thiết kế phối giữa hai màu chính, da cam và trắng anh em nhé. Cực kỳ nổi khi ra sân luôn. Và logo của đôi GKVN mệnh thổ này là hình như là quả núi anh em ạ. Mình bốc phét đấy, thực chất là mình biết là quả núi rồi. Tiếp theo là chữ GKVN ở giữa và năm mệnh thì đôi nào cũng có hết. Phần đấm bóng của đôi thổ này màu cam và được thiết kế bằng silicone nha anh em. Mình công nhận là thiết kế của màu cam này nổi thật, như kiểu màu của dạ quang ấy, ra sân kiểu nó bắt ánh sáng. Phần cổ tay thì vẫn được thiết kế có một chỗ để cho anh em có thể in tên lên nhé. Và phần cổ tay của đôi mệnh này thì có thể tháo rời ra. Cái mục đích của tháo rời đấy là để ví dụ như anh em có lỡ mà in sai tên mà không vừa thì có thể đổi lại. Ở phần mặt mút thì vẫn có thanh chống chày cho anh em nhé. Về phần mặt mút, GKVN mệnh trang bị mút Element kiểu mới phù hợp cho anh em chơi ở sân cỏ nhân tạo. Và mút này cực kỳ bền nhé. Thêm một tip cho anh em nữa là GKVN mệnh đôi này cực kỳ hợp nước. Anh em làm ẩm mút trước khi chơi thì mút cực kỳ dính luôn. Anh em thấy mình quay có tâm không? Hình ảnh thì sắc nét, chỗ nào mình cũng quay kỹ anh em ạ. Anh em phải tri ân những người review có tâm như mình bằng một follow chẳng hạn, hay là mua găng ủng hộ mình. Ok, đấy là vẻ bề ngoài thôi. Giờ thì cùng đeo vào phom tay xem GKVN mệnh thổ sau khi đeo vào phom tay sẽ như thế nào nhé. Thật sự thì năm mệnh đôi nào cũng giống nhau thôi. Anh em có thể lựa chọn phù hợp với mệnh của mình, hoặc là anh em mệnh gì thì có thể lựa chọn đôi găng mệnh đó. Mình cảm thấy GKVN là một thương hiệu làm găng cực kỳ uy tín luôn, rất tâm huyết với những sản phẩm mình tạo ra. Giá của GKVN mệnh là 750k một đôi, và bản thân mình thấy mức giá này cực kỳ phù hợp với một đôi găng đẹp như thế này. Anh em nào muốn mua ủng hộ mình có thể click vào đây nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Nhớ follow mình để đón xem nhiều clip review găng hơn nhé.